Thủ hacker Black Hat tên là Kumo gần đây đã tuyên bố rằng anh ta sở hữu 7 tỷ USD Bitcoin. Với số tiền này, anh ấy sẽ là người giàu thứ 369 trên thế giới. Kumo, một cựu hacker nổi tiếng với kinh nghiệm hơn 30 năm, đã tham gia buổi phỏng vấn với Software Underbelly, kênh YouTube có 3,18 triệu người đăng ký, vào ngày 12 tháng 3. Cuộc nói chuyện này đã thu hút rất nhiều người theo dõi trực tuyến. Tại đây, cựu hacker này thừa nhận mình đang nắm giữ khoảng 150.000 Bitcoin, trị giá hơn 7 tỷ đô la. Kumo nói rằng anh ấy đã chế tạo 4 siêu máy tính để khai thác Bitcoin khi nó được định giá khoảng 200-300 đô la vào năm 2013. Nhờ đó, anh ta đã khai thác được hơn 80.000 Bitcoin trong vòng 1 năm rưỡi. Nếu điều này là sự thật, Kumo sẽ trở thành người giàu thứ 369 trên thế giới. Theo Forbes, danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2021. Điều này hoàn toàn nhờ vào việc hacker này đã tích lũy được từ tài sản kỹ thuật số hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Có rất nhiều người để lại bình luận tích cực liên quan đến cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, vì những thông tin về Kumo còn rất hiếm nên cũng có những người cho rằng đây chỉ là một phát ngôn ngông cuồng. Cuộc trò chuyện cũng đề cập tới mặt tối của tiến bộ công nghệ. Kumo cảnh báo rằng việc hack đã nhanh chóng phát triển từ việc có vô số cửa sổ bật lên JavaScript, spam PC một cách hài hước đến việc vũ khí hóa dữ liệu và phần mềm chống lại con người.